Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức liên hoan nghệ thuật công nhân viên chức lao động các khu công nghiệp lần thứ tư năm 2023. Chương trình có sự tham gia của 18 công đoàn cơ sở với 42 tiết mục biểu diễn. Nội dung các tiết mục đều bám sát chủ đề của liên hoan là ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên hoan nghệ thuật trong công nhân viên chức người lao động tại các khu công nghiệp tỉnh được tổ chức nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu văn hóa giữa các công đoàn cơ sở.